Thưa quý vị và bà con, tỉnh Bình Phước hiện có hơn 1 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20%. Mặc dù đa số các hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm nông nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều hộ gia đình và cá nhân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của địa phương. Một trong những điển hình về xây dựng nông thôn mới phải kể đến là bà con nhân dân Sóc Bâm Bo tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Cây cầu bắc qua con suối lớn này được đồng bào Stiêng tại Sóc Bâm Bo xây dựng cách đây một năm. Ngoài việc đóng góp hơn 350 triệu đồng và 100 ngày công xây dựng, thì từ khâu thiết kế, lập kế hoạch đến thi công cây cầu đều do chính bàn tay lao động của bà con trực tiếp làm nên. Nhìn con đường bê tông thẳng tắp và chiếc cầu vững chãi, bà con ai nấy đều vui mừng. Trước đây là bà con rất là vất vả, thì gùi như nông sản, như hạt cây, hạt đều, như tiêu đều, cà phê thì gùi trên vai đổi công với nhau. Thì hôm nay thì có con đường bê tông thì bà con rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ tiền ngày công để xây dựng đường ở bê tông cho nó lâu dài, để thế tương lai con cháu sau này cho nó có con đường cho nó vui sướng. Từ năm 2019 đến nay, đồng bào Stiêng tại Sóc Bâm Bo đã hiến 9.000 mét vuông đất, đóng góp 600 triệu đồng, gần 1.000 ngày công lao động để sửa chữa làm mới 3 cây cầu dân sinh và san ủi mặt bằng đoạn đường dài 800 mét, làm mới 6 km đường bê tông. Không dừng lại ở đó, bà con đang nỗ lực xây dựng Sóc Bâm Bo trở thành làng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Bình Minh. Phương châm là ở đâu khó thì phải có lãnh đạo. Trong vấn đề vậy, thế rồi là cái vấn đề vận động quần chúng nhân dân đi sát với dân, rồi hiểu dân, rồi biết được cái nỗi niềm của dân, thì lúc đó mình mới làm được. Và đặc biệt thì trong cái năm 20 này thì cái xã Anh Minh đạt chuẩn nông thôn mới 19/19 thì có sự đóng góp rất lớn của đồng bào chất thiên. Sóc Bâm Bo hiện có 362 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu. Đến nay, tỷ lệ hộ có kinh tế khá chiếm 60%, số hộ sử dụng điện lưới quốc gia chiếm 98%, 75% hộ có nước sạch sinh hoạt, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Kết quả ấy có được, ngoài sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, thì còn có sự góp công góp sức của đồng bào Stiêng nơi đây.